Là thứ sáu rồi, là thứ hai, là thứ ba, là thứ là thứ năm, là sáu. Rồi, sau đó bấm tay. Chúng ta đẩy tay ha, 36 cái. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, chúng ta xoa tay. Vuốt cổ hai cái nhà. 6 lần, mỗi lần 12 cái. Bắt đầu là thứ nhất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lần thứ hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lần thứ ba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lần thứ tư. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lần thứ năm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lần thứ sáu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi, chúng ta cô đang đảo lưỡi, cả nhà vỗ nhẹ nút ra. Rồi, xoa nhẹ. Rồi, chúng ta uốn cong lưỡi lên ha, đá răng 200 cái, giữ nước bọt lại. Trong quá trình mình đá răng, mình làm ấm toàn thân luôn. Bắt đầu. Súng nước bọt 36 cái.
chia làm ba gầm nốt thẳng xuống bụng rồi mời cả nhà chúng ta cùng đứng dậy, chúng ta khởi động cơ bắp. Nhà hai bàn chân chúng ta đứng thẳng, hai bàn chân song song, mỗi chân hướng về phía trước ha. Rồi mời cả nhà chúng ta nghiêng cổ sang trái, nghiêng sang phải, cúi về trước, ngửa ra sau, nghiêng sang phải, nghiêng sang trái, cúi về trước, ngửa ra sau. Rồi xoay cổ từ trái sang phải 10 vòng. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đổi chiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, xoay vai ha. Ép hai tay vô lòng đùi này, xoay vai từ trước ra sau. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đổi chiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sẽ cản tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đổi chiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đổi chiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xoay hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đổi chiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xoay khớp háng. Chân phải trước ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đổi chiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đổi chân.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đổi chiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, ra xoay gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đổi chiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mở rộng hai chân ra, chúng ta xin gối từ ngoài vào trong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đổi chiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, chúng ta gập giữa cổ chân ha, đưa chân phải lên, duỗi, gập, duỗi, gập, duỗi, gập, duỗi, gập, duỗi, gập, xoay cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đổi chiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đổi chân. Duỗi, gập, duỗi, gập, duỗi, gập, duỗi, gập, duỗi, gập, xoay cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đổi chiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi. Bây giờ xoay eo lường ha. Xuống thở ra, lên hít vào. Bắt đầu. 1, 2, mỗi bên 6 cái ha. 3, 4, 5, 6. Rồi, đổi chiều. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, mà chống hai tay lên đùi. Chống hai tay lên đùi. Vặn hết người sang bên trái, mắt nhìn lên trên. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đổi bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi. Có tập, chúng ta có tập hỗ trợ không ta? Rồi 7 ha, tất cả nhà nắm bắt hết rồi đúng không? Rồi chúng ta vào động tác hỗ trợ rồi 7 nè. Tay trái chân trái lên trước 20 cái mỗi bên ha. Rồi bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi, đổi bên. Tay phải, chân phải, tay trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi, ở nhà chúng ta qua động tác xoay người. Chân trái lên trước ha. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi, chúng ta đổi chân. Chân phải lên trước, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi, lăn lưng hai cả nhà, chúng ta lăn lưng 20 cái ha. Mời cả nhà chúng ta vào tư thế lăn lưng ạ. Rồi, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi. Rồi, xin mời cả nhà cùng đứng dậy. Rồi, mình khởi động xong ha. Bây giờ chúng ta sẽ vào làm test theo nửa cốt. Hôm qua thì chúng ta đã nắm bắt động tác số 6 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục động tác số 7. 49 lần ha cả nhà. Thì Tùng sẽ mô tả động tác số 7 cho cả nhà nắm bắt trước. Cả nhà quan sát ha. Hai chân chúng ta song song. Khi bắt đầu động tác số 7, hít sâu vào. Tay mình cuộn hai nắm đấm lại. Ngón tay cái đặt bên ngoài ha. Nhấc hai nắm đấm về trước mặt. Rồi, bắt đầu đưa hai nắm đấm sang ngang. Đồng thời xoay mặt cho nó nắm hướng xuống dưới và nhón gót lên. Lúc này ngưng lực tại hai nắm đấm, siết nén. Thôi thì chúng ta trả động tác về. Hạ gót xuống và thở ra. Đó là động tác số 7, Tùng xin phép mô tả lại một lần nữa ha. Động tác số 7, hít sâu vào, cuộn hai nắm đấm lại. Nhấc hai nắm đấm về trước mặt. Đưa hai nắm đấm sang ngang, xoay mặt cho nó nắm hướng xuống dưới, nhón gót lên. Ngưng lực tại hai nắm đấm, siết nén. Thôi, trả hai nắm đấm về. Hạ gót xuống và thở ra. Thì đó chính là động tác số 7. Rồi, xin mời cả nhà chúng ta cùng đứng dậy. Chúng ta sẽ tập động tác này 49 lần. Vừa tập Tùng sẽ vừa mô tả ha. Động tác rất là đơn giản. Đầu tiên cả nhà chú ý kiểm tra giúp Tùng hai bàn chân của chúng ta nè. Nhìn hai cái cạnh bên trong của hai bàn chân á song song, thỉnh thoảng trong quá trình mình tập lâu lâu mình nhìn xuống để mình chỉnh lại hai cái chân của mình cho nó song song, để mình đổi luôn cái thế đứng của mình luôn. Đứng như vậy á thì lực lực cái trọng lượng của cơ thể nó sẽ tải đều ra hai chân, giúp cho cơ thể mình bắt đầu có sự cân bằng ha. Rồi, xin phép mời cả nhà chúng ta bắt đầu 49 lần động tác số 7. Một, hít sâu vào, cuộn hai nắm đấm lại. Nhấc hai nắm đấm về trước mặt, đưa hai nắm đấm sang ngang, xoay mặt cho nắm hướng xuống dưới, nhón gót lên. Ngưng lực tại hai nắm đấm, siết nén. Thôi, trả động tác về. Thở ra. Hai, hít sâu vào, cuộn hai nắm đấm lại. Nhấc hai nắm đấm về trước mặt, đưa hai nắm đấm sang ngang, xoay mặt cho nắm hướng xuống dưới, nhón gót lên. Ngưng lực tại hai nắm đấm, siết nén thật chặt. Thôi, trả động tác về. Thở ra. Ba, hít sâu vào, cuộn hai nắm đấm lại. Nhấc hai nắm đấm về trước mặt, đưa hai nắm đấm sang ngang, xoay mặt cho nó nắm hướng xuống dưới, nhón gót lên. Ngưng lực tại hai nắm đấm, siết nén thật chặt. Thôi, trả động tác về. Thở ra. Bốn, ngưng lực tại hai nắm đấm, siết nén thật chặt. Thôi, năm, siết nén thật chặt.
Thôi. Sáu. Nhón gót cao lên, xích né thật chặt. Thôi. Bảy. Thôi. Tám. Thôi. Chín. Thôi. Mười. Thôi. Mười một. Xích né được chặt. Thôi. Mười hai. Thôi. Mười ba. Thôi. Mười bốn. Thôi. Mười lăm. Thôi. Mười sáu. Xích né được chặt. Thôi. Bảy. Thôi. Tám. Thôi. Mười chín. Thôi. Hai mươi. Thôi. Hai mốt. Thôi. Hai. Thôi. Hai ba.
Thôi. Hai bốn. Xịt mẹ nó chạy. Thôi. Hai lăm. Thôi. Hai sáu. Thôi. Hai bảy. Thôi. Hai tám. Thôi. Hai chín. Thôi. Ba mươi. Thôi. Mốt. Thôi. Ba hai. Xịt mẹ nó chạy. Thôi. Ba ba. Thôi. Ba bốn. Thôi. Ba lăm. Thôi. Sáu. Thôi. Bảy. Thôi. Ba tám. Xích mẹ chạy. Thôi. Ba chín. Thôi. Rồi, 10 cái cuối cả nhà mình xịt nén mạnh và lâu hơn xíu ha. 40. Xịt nén được chắc.
Thôi. Bốn hai. Thôi. Bốn ba. Thôi. Bốn bốn. Xích mẹ chặt. Thôi. Bốn lăm. Thôi. Bốn sáu. Thôi. Bảy. Thôi. Bốn tám. Xích mẹ nó chặt. Thôi. Bốn chín. Thôi. Rồi, cả nhà mình thả lỏng ạ. Mình nghe nói là lớp của mình đang mấy hôm nay là đang bồi dưỡng để cuối khóa chúng ta làm squat 3.000 cái ha. Thì hôm nay mình sẽ tập hỗ trợ cái động tác xoay hông giữa trục hai cái nhà. Hình như là trước tuần 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 cũng chuyển giao động tác cho cả nhà mình lớp này, lớp buổi trưa luôn nhỉ. Cả nhà mình xoay hông giữa trục được bao nhiêu phút rồi ta? Bữa giờ là thầy Kim, thầy Phương cho mình xoay hông giữa trục bao nhiêu phút rồi cả nhà? Để tôi bật mic cho cả nhà ha, ai muốn nói thì nói. Bữa giờ mình xoay hông giữa trục được bao nhiêu phút rồi cả nhà? Có ai cho tôi biết thông tin này không? Lớp mình xoay được bao nhiêu phút rồi? Hay là chưa xoay ta? Chưa tập động tác này hả? Không thấy ai nói gì luôn. Dạ, mình cứ mở mic đi à, Tùng để mic cho cả nhà mình mở rồi đó. Alo, Dạ, dạ thầy thưa được thầy, 10 phút ạ. 10 phút ạ. Thêm 10 phút Thêm rồi 10 hả? phút rồi ạ. Dạ, Dạ, ok. Rồi, vậy giờ mình xây... Nếu vậy thì giờ mình xây 15 phút đi ha. Tùng tới đang tính dạ. cho cả nhà mình xây 30 phút luôn mà mới xây 10 phút thôi thì giờ mình xây 15 phút. Dạ, mình xây 15 phút đi ha. Mình xây 15 phút đi, mời cả nhà bắt đầu. Cả nhà bắt đầu xây đi để Tùng mà kiếm cái đồng hồ bật lên cho cả nhà. Cả nhà cứ bắt đầu xây đi, Tùng đang
Rồi, cái nhà bắt đầu xoay ha. Tụi mình xe cái đồng hồ lên nè. Chúng ta cứ xoay đi ạ. Ờ quên. Như xe cái đồng hồ vậy thì cả nhà đâu có thấy tuần. Cả nhà mình cứ xây đi, Tùng sẽ có đồng hồ của để mình thấy nhau chứ, xe cái màn hình lên chứ không thấy nhau nữa. Mười lăm phút ha. Nhà tập trung một cái hông á, động tác này tác động vào trong cái hông cho nên là mình tập trung cảm nhận ở cái hông. Chỉ cần tập trung vào việc xoay hông ha, hông xoay thì vai sẽ tự xoay theo, hông xoay á thì gót chân còn lại họ cũng tự nhấc lên luôn. Mình có thể chủ động nhấc gót chân lên hoặc không nhấc, bởi vì khi hông xoay là gót chân tự nhấc rồi, nhưng mà mình chủ động mình nhấc gót chân lên á thì giúp cho cái động tác xoay của mình nó sẽ đơn giản hơn. Cái nào cũng được ha, mình muốn tăng độ khó thì mình chỉ cần mình không cần nhấc gót lên, khi mình xoay á gót nó tự nhấc lên thôi. Tùng được chỉ điểm á, lúc mà mình xoay động tác này nè cả nhà, mà mình đẩy cái hông mình ra sâu hết biên độ luôn, có nghĩa là mình xoay được càng rộng thì càng tốt. Ai mà đang trong giai đoạn muốn phát triển vòng ba đó, mình xoay cái hông rộng ra, có nghĩa là mình xoay từ sau ra trước á, mình thấy cái phần mông của mình á có lẽ là phía trước nhiều hơn. Thì lúc này đặt ý về đó thì khí nó bơm về, hỗ trợ cho ai đang muốn phát triển vòng ba đặc biệt là mình xoay chậm thôi. Mình xoay chậm thì nó sẽ hết biên độ nè, còn có thể xoay chậm nè hoặc xoay nhanh nè. Xoay nhanh thì biên độ mình nó ngắn hơn chút, còn xoay chậm á sẽ cho mình mở rộng hết biên độ luôn nè.
đọc tin nhắn cái. Xem hả? Ok, cái vậy thì các chị cứ mọi người cứ xây đi, để tôi nhìn một số anh chị cho. Cứ xây ha, cả nhà cứ xây ha. Khi nào tụi nói hết giờ thì hết. Để tôi lướt qua một số anh chị tụi xem. Động tác này á, động tác này nó có nhiều cái mức độ, có nhiều cái mức độ gọi là tiến, gọi là mức độ tiến bộ á, hay còn gọi là mức độ Kaizen á. Ví dụ như tay nè, tay mình đang ở giai đoạn này đúng không, càng về sau mình duỗi cao lên nó cũng được gọi là một sự tiến bộ. Rồi hông của mình á, hông mình xoay giai đoạn này mình xoay nó hơi ngắn, từ từ cái mình xoay nó, xoay cái nó sâu, xoay nó rộng hơn thì nó cũng là một sự tiến bộ. Cho nên là hình tướng là các anh chị có, các anh chị là làm đúng ha, làm đúng nhưng mà mình cũng có thể làm tốt hơn được nữa, làm đúng nhưng mà mình có thể làm chuẩn đẹp hơn được nữa. Chị Thanh Trần, chị Thanh Trần là làm đúng, đúng rồi đó, nhưng mà chị hạn chế nhúng nữa thì đẹp. Động tác này là xoay, cho nên nếu mà mình tập trung mà xoay thì nó sẽ đúng hơn là mình nhúng. Tập trung mà bị xoay ha, xoay có nghĩa là không có nhúng. Bạn thì chị Thị Dung thì cũng rất là đẹp rồi nè, hình như lần trước đúng rồi tôi nhớ rồi, lần trước là có thấy chị Thị Dung làm đó, thì chị Thị Dung làm rất đẹp rồi. Từ từ mình làm chuẩn hơn bằng cách là mình mở rộng cái biên độ hông ra. Hôm qua tuần cũng mới xoay với lại các mentor năm 1 tiếng 6 phút 8 giây. 1 tiếng 6 phút 8 giây là lấy cái ngày sinh nhật của thầy á. Mình cứ làm thôi, mình không, nếu giai đoạn này cơ thể mình nó đang điều chỉnh ấy, thì nó có cái tiếng kêu gì thì kệ nó, cái động tác này nó bình thường mà, nó đâu có ảnh, nó đâu có gây tổn thương gì đâu. Cái động tác này rất là bình thường, bởi vì đứng tại chỗ xây thôi thì nó cũng không có một cái tổn thương nào hết. Vậy thì những cái tiếng kêu hay là những cái tác động của cơ thể nó chỉ là một cái dấu hiệu của sự thay đổi thôi. Mình cứ tự tin mình tập. Chị Hạnh Vũ xây rất đẹp nè, chị Hạnh Vũ là xây rất đẹp. Cả nhà cứ làm ha, tụi lướt qua một chút xíu thôi, tụi sẽ tiếp tục làm việc cả nhà tiếp. Dạ đúng rồi, động tác này giơ tay lên thì mỏi tay, đúng rồi, ai cũng mỏi hết á. Rồi cả nhà mình cứ cứ làm đi ha, vừa làm rồi vừa quan sát Tùng thêm, vừa làm vừa quan sát Tùng thêm, chứ Tùng cũng không có chỉnh sửa ai đâu, bởi vì cả nhà mình làm là ok rồi, nhưng mà mình có thể làm tốt và chuẩn hơn. Rồi Tùng sẽ tiếp tục đồng hành với cả nhà, tự quan sát mình là tốt nhất nha cả nhà. Tùng làm, mục đích Tùng làm để cho cả nhà quan sát Tùng, rồi mình tự quan sát mình tự điều chỉnh thêm. Mình chỉ có làm tốt, mình chỉ có làm tốt và làm tốt hơn thôi, làm đúng rồi sau đó mình làm đẹp hơn. Cho nên cả nhà mình tự quan sát rồi tự điều chỉnh. Tùng hay như lần trước Tùng nói, cả nhà mình soi gương á, bởi vì lúc mình soi gương thì mình tự thấy mình tự điều chỉnh mình sẽ dễ hơn là người khác điều chỉnh mình. Còn mình chỉ cần nhìn một ai đó làm chuẩn là được, rồi mình ghi nhớ cái hình ảnh đó, rồi mình tự soi gương mình làm. Như Tùng cũng nhớ Tùng cho mọi người khẩu quyết là hạ gót chân phải thì xoay hông qua phải, hạ gót chân trái thì xoay hông qua trái ha. Còn làm động tác này mỏi tay là bình thường nha, ai mà giơ tay lên vậy mà không mỏi, vậy thì mình phải tập chứ, mình phải tăng thời gian 10 phút lên 15 phút.
từ từ mình tăng lên 20 phút, có thời gian á thì cả nhà tham gia cái lớp chuẩn hóa hình thể đó, mở thêm khớp vai nè, cái tay mình muốn duỗi lên cao là nó phụ thuộc vào cái khớp vai của mình á, vậy thì mình mở thêm khớp vai, thuận lợi nữa thì mình mở thêm khớp khớp háng khớp hông nè, để cho cái động tác xoay của mình nè nó được tròn hơn nè, xoay tròn nè, nè tụi xoay tròn cho cả nhà nè, nghĩa là biên độ xoay của mình đó, biên độ của xoay của mình xoay được rộng hay là hẹp, xoay được nhỏ hay là lớn là do mình ha, xoay nè, xoay nhỏ nè, xoay nhỏ cũng được nè, mà xoay lớn nè, xoay biên độ lớn nè. Từ đỉnh đầu của mình cho tới gót chân á nó sẽ là một cái trục, rồi toàn thân mình xoay xung quanh cái trục đó. Động tác đơn giản ha, mục tiêu của động tác này là để cho mình tách cái thân của mình so với cái trục ra, thì sau này những cái môn vận động như là bơi, chạy hay là bất cứ môn vận động nào á, cái quá trình mà mình vận động tay chân nhưng mà cái trục thân của mình vẫn giữ cố định thì nó mới bảo vệ cái nội tạng của mình được. Tiếp tục nha cả nhà, hình như mình được hơn 10 phút rồi đó, ai nãy giờ mà vẫn còn đang giữ tay thì chúc mừng ha. Từ từ mình cai dây động tác này lên 30 phút rồi 1 tiếng đồng hồ. Hạ gót chân phải, xoay hông qua phải. Hạ gót chân trái, xoay hông qua trái. Mỗi lần xoay hông, xoắn vai theo hông. Mắt nhìn phía trước, giữ cố định trục. Ổn định nhịp thở, nhịp nhàng xoay hông. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hạ gót chân phải, xoay hông qua phải. Hạ gót chân trái, xoay hông qua trái. Mỗi lần xoay hông, xoắn vai theo hông. Mắt nhìn phía trước, giữ cố định trục. Ổn định nhịp thở, nhịp nhàng xoay hông. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hạ gót chân phải, xoay hông qua phải. Hạ gót chân trái, xoay hông qua trái. Mỗi lần xoay hông, xoắn vai theo hông. Mắt nhìn phía trước, giữ cố định trục. Ổn định nhịp thở, nhịp nhàng xoay hông. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1 phút nữa nha cả nhà, 1 phút nữa nè. Hạ gót chân phải, xoay hông qua phải. Hạ gót chân trái, xoay hông qua trái. Mỗi lần xoay hông, xoắn vai theo hông. Mắt nhìn phía trước, giữ cố định trục. Rồi, hết giờ rồi cả nhà. Chúng ta hạ tay xuống ha. Hạ tay xuống nè, rồi giữ tay ở vai nè, xoay vai nhẹ nhàng.
Hết giờ. Bên này cái đồng hồ báo, đồng hồ đếm ngược cái lớp được rồi. Rồi, mình xây vai ha, xây vai cho nó thoải mái cái vai. Rồi, xây ngược lại. Rồi, cả nhà giãn cơ theo tôi một chút nè. Giãn cơ một chút cho nó thoải mái. Rồi, hai tay mình đan lại ha. Kéo giãn lên cao. Nhón gót lên. Giữ lại trong vòng 15 tiếng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rồi, mình mở rộng hai chân ra ha. Đan tay lại nè. Đẩy tay về phía trước, mắt nhìn thẳng. Nó sẽ cảm giác căng cái phần đùi sau á. Kệ nó ha. Thả lỏng người ra, hít thở đều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rồi hạ tay xuống sàn luôn. Chạm được sàn càng tốt. Giữ thẳng gối ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hai tay mình nắm sang cổ tim bên trái, đổ người sang bên trái. Giữ thẳng gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nổi chân. Hai tay nắm cổ chân bên phải, đổ người sang bên phải. Giữ thẳng gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rồi, cái này mình ngồi xuống, duỗi hai chân ra. Ngồi xuống, duỗi hai chân về phía trước. Nãy giờ mình tập là mình đang siết cơ cho nên là mình giãn cho nó mềm cơ ra. Rồi hai tay mình nắm lấy mũi bàn chân nè. Gập lưng sâu xuống. Sâu hết mức có thể. Hết mức rồi thì giữ lại. Thả lỏng cơ thể ra, hít thở đều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rồi. Chúng ta thu chân về tư thế nhịp cánh bướm. Thu chân về tư thế nhịp cánh bướm. Hai tay nắm lấy mũi bàn chân. Cặp lưng xuống. Hết mức tối đa luôn. Rồi sau đó giữ lại. Thả lỏng người ra. Hít thở đều. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rồi, giữ chân phải lại, duỗi chân trái ra. Duỗi giữ sang rồi, hai tay mình nghiêng sang bên trái nè, nắm lấy cột mũi chân bên trái. Kéo giãn cái lườn ra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đổi chân. Duỗi chân phải ra, hai tay nắm lấy mũi chân phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rồi, hai chân duỗi ra cả nhà. Chân phải bước sang bên trái nè. Được chưa? Rồi, mình vặn người sang bên phải, vặn người sang bên phải, ôm cái đầu gối ha,
nhưng mà mình vặn người sang bên phải nha. 1 2 3, thấy nó dạng cái mông á. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Rồi, đổi chân. Bước chân trái sang phải. Hai tay ôm lấy cái đầu gối ha, vặn người sang bên trái. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Rồi. Tiếp theo nè. Cả nhà tay trái nắm lấy mũi chân trái. Rồi, từ từ duỗi thẳng chân ra, ngã hết người ra sau. Giữ chân thẳng ha. Ngã người ra sau luôn, giữ mũi, giữ bàn, giữ giữ đầu gối thẳng. Giữ lại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Rồi, hai tay mình nắm lấy đầu gối nè, ép sát vào trong ngực. Giữ lại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Rồi, cả nhà mình đổi chân. Tay phải nắm lấy mũi chân phải. Kéo giãn lên cao, giữ thẳng gối. Thả lỏng người ra, hít thở đều. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Rồi, hai tay mình nắm lấy đầu gối, ép sát vào trong ngực, giữ lại. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Rồi. Hai đầu gối mình coi về động tác ha, hai tay mình ôm hai cái đầu gối này, lăn nhẹ cái phần thắt lưng, lăn qua trái và qua phải. Thả lỏng thắt lưng ra ha. Lăn nhẹ cái phần thắt lưng của mình đó, làm cho nó mềm cái lưng ra. Hít sâu thở chậm, cảm nhận cơ thể mềm ra, thư giãn ha. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Rồi, cả nhà mình duỗi hai tay hai chân ra, duỗi hết, dài hết mức có thể luôn, giống như mình mới ngủ dậy mà mình duỗi người vậy đó. Kéo giãn người ra, kéo giãn toàn thân ra, xuống thì kéo lên. Oh, cảm nhận các đốt sống của mình tách rời rồi. Rồi, sau đó cả nhà mình nằm thả lỏng toàn diện luôn, thả lỏng hai tay hai chân ra, nằm thả lỏng ra. Chúng ta thả lỏng trong vòng 1 phút, hít sâu thở chậm, cảm nhận khí đi khắp cơ thể, khí đi tới đâu thì cơ thể sẽ phục hồi tới đó. Rồi, cả nhà mình nghiêng sang trái hoặc là nghiêng sang phải ha, mình co hai chân lên.
sau đó mình chống tay ngồi dậy. Đây là tư thế ngồi bảo vệ cuộc sống. Ai mà ngủ rồi thì ngủ luôn cũng được ha. Dạ rồi, buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta tới đây là xong ha cả nhà. Biết ơn cả nhà đã đồng hành với Tùng. Dạ, biết ơn thầy. Chào thầy, chào cả Biết ơn nhà. thầy nha. Cảm ơn thầy. Dạ, Chào thầy. thầy. Chào Thầy. cả Thầy. Ơn thầy, chào thầy, chào cả nhà. nhà. Chào cả nhà. Biết ơn thầy. Chào thầy đi. Dạ. Chào thầy đi. Chào thầy. Dạ. Thầy. Biết ơn Chào thầy, biết ơn thầy thầy, biết ơn luôn. cả nhà. Cũng sẽ Trân thích trọng biết ơn thầy. thầy.